Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Cuộc Sống Còn Ẩm Thực. Hôm nay mình đang ở trên đường là Phạm Văn Đồng này mọi người. Đường Phạm Văn Đồng là một trong những cung đường quan trọng huyết mạch nối từ Bình Dương, Đồng Nai vào sân bay Tân Sơn Nhất. Nó là cửa ngõ rất là quan trọng để mà giải phóng một lượng xe khá là lớn vào các dịp cuối tuần, cuối năm. Và đặc biệt là hôm nay thì mình đang ở trên cái khúc đường, tức là khi các bạn qua khỏi cái cầu vượt Lê Xuân thì có thể nói là khúc đường Phạm Đồng này rất là đẹp, và cộng thêm nữa thì các cái nhà vườn hoa hậu đầu họ bán hoa ở đây, các bạn trưng bày bán hoa rất là đẹp luôn. Hôm nay sẽ đi chậm chậm lại và quay cho mọi người xem là ở đây nó bán họ, ở đây các bạn thấy có một cây mai cao ghê không? Wow, rất là đẹp. Thấy là những cây mai ở cái nhà vườn ở hai bên mọi người, bên của đường Phạm Đồng. Thì hiện nay thì các cái khu gọi là các khu vui chơi lớn của Sài Gòn chúng ta đang ở trong cái giai đoạn chúng ta đang hoàn thiện để đưa vào cho người dân tham quan triển lãm. Ở đây có bưởi đẹp không mọi người? Có bưởi diễn nha mọi người, cũng khá là đắt. Trở lại vấn đề là các khu vui chơi thì hiện tại thì trên phố đi bộ Nguyễn Huệ thì đường hoa Nguyễn Huệ thì đang tất bật để hoàn thành các cái công đoạn định hình nên cái background chính của cái phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường hoa Nguyễn Huệ với cái hình tượng chính đó là những chú chuột của năm Kim Tý. Cái điểm thứ hai cũng rất là quan trọng và rất là đẹp mà mọi người có thể tìm đến và hiện nay đã khai trương hơn một tuần rồi, đó là phố Ông Đồ, nằm ở nhà văn hóa thanh niên, đường Phạm Thạch, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vừa qua thì ngày 14 tháng 1, tức là vào ngày 20 tháng Chạp, thì tại khu đô thị mới nổi Vinhomes Central Park đã khai trương một cái chương trình gọi là Mai Phú Quý. Ở trong đó thì có khoảng hơn 1.000 gốc mai trên 100 năm tuổi mọi người, và cao hơn 2,5 m. Thì ở đó thì mình sẽ có video cho mọi người trong một vài ngày tới. Các cái khu đô thị lớn nổi như là phố Nguyễn Hưng hay là các cái trung tâm thương mại thì đều có những cái nơi rất là tuyệt vời để mọi người có thể ngắm cảnh để trải nghiệm không khí sắc xuân. Những người mà ở quê thì tức là ở phương xa thì bắt đầu chuẩn bị rục rịch đã đi về, bởi vì hôm nay là ngày là 22 tết rồi, nên sáng ngày mai là người ta bắt đầu đưa ông táo gì rồi mọi người. Ok, trở lại vấn đề trong đường hoa Phạm Văn Đồng mới nổi này, thì cái khúc đường này thì bắt đầu là đi vào cái khu mà người ta bán rất là nhiều hoa, đặc biệt là có những cái cây mai rất là đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn mọi người, và rất là đông người đến tham quan, cũng như là cái người mua để mà tặng quà cho khách hàng mọi người, được không? Được không? Rất là lớn luôn, nhiều cây lớn lắm mọi người. Đây ở hai bên đường, hai phía đường rất là đông luôn. Đây cúc thì có là cúc vàng này, cái tùng của tùng Nhật Bản mọi người đó, rất là đông luôn. Buổi diễn đó, không? Nói chung là rất là, năm nay thì mình thấy là hoa thì các kiểu thì nó cũng đa dạng, hoa giấy rồi hoa mùng gà, hoa lan, hoa mai thì cũng khá là nhiều. Ở trên đường Phạm Đồng thì cũng khá là nhiều mai, đây là bên hoa hồng mọi người, buổi diễn. Khu vực bên này thì người ta bán hoa lan, làm các cái chậu lan theo yêu cầu luôn, rất là đẹp. Ở hai bên đường luôn, ở hai phía bên đường của đường Phạm Văn Đồng. Đây, hoa địa lan này mọi người, hoa lan này chắc là từ phía tên Đà Lạt đem về. Đây, một cái chậu bưởi biểu diễn này, bên cạnh này cái giá là nó
tầm cũng mười mấy 20 triệu, hơn 20 triệu một chậu ở đây. Mai đó. Wow. Nó rổ hết rồi, bứt gì lên hết rồi. Nụ hết ta. Ở đây Hà Tiên hình như người ta cho mướn luôn mọi người, cho mướn hoa mai về chơi Tết á, vài bữa xong rồi trả rồi. Ở cái đây cũng có mai này, mai bức rất nụ hết rồi không? Vườn mai Minh Long. Ồ, ở đây có một cái mai. Wow, mai đẹp luôn. Mai này nó nở đúng dịp luôn nè, người ta phải bật đèn để người ta, một là vừa an ninh canh giữ, nhưng mà đây rất là lâu rồi, nó to cái gì đây ta, quất mai quý rất là nhiều loại. Ok, không khí Tết đã tràn ngập sắc xuân khắp cả nước rồi. Thôi, những cái chậu nhỏ nhỏ như này cũng khá là đa dạng này. Đây con bạch thọ, con bạch thọ một cặp như vậy là cỡ mấy 200 mấy 300 ngàn một cặp luôn. Nói chung là cái đường Phạm Văn Đồng này thì nó có những cái vựa lan rất là lớn nha, cái vựa lan để họ cung cấp cho hoa mặt trời được tốt. Nói chung là hoa rất là đa dạng, không biết là cái thị trường mình chưa có tìm hiểu sâu về cái thị trường hoa vào cái dịp Tết, nhưng mà mình thấy là ở cái cung đường này thì phải nói là rất là đa dạng luôn, bốn loại hoa gì cũng có, là hoa lan rừng, rồi các cái chậu lan siêu to khổng lồ đặt theo yêu cầu, những cái chậu lan này dao động từ 5 đến 7 và nhiều triệu cũng có. Nhiều lan là cái loại hoa gọi là rất là tuyệt vời luôn, đẹp luôn. Các bạn là chơi lan mà lan gọi là lan đột biến thì mọi người có thể biết là ở trên thị trường này có một cái nhánh lan mà người ta đã có giao dịch luôn là 7 tỷ một cái nhánh lan, rồi lan gọi là lan đột biến siêu to khổng lồ, siêu nổi tiếng. Ở trên đường Phạm Đồng thì có những vừa bán lan rất là lớn này, làm theo yêu cầu luôn mọi người. Chỗ này mình đã quay rồi đó, cái khúc phía bên này thì trên đó thì lan, rồi bưởi cảnh, bưởi diễn. Còn đi xuống phía bên này một chút xíu á, thì chủ yếu là mai, nhưng mà có những vựa mai rất là lớn ở khá là lớn ở khu vực Thủ Đức này. Khi mà mọi người đi qua khỏi cái cầu này là thấy mai rất là nhiều luôn, ở chân rất là nhiều luôn. Thì cái đường Phạm Đồng này là có thể nói là cái đường bán hoa, bán cây cảnh mới nổi ở Sài Gòn. Họ bán thường xuyên luôn mọi người, chứ không phải là dịp Tết ở đâu, bán thường xuyên luôn. Ở đó thì nó có cái dịch vụ luôn, ví dụ như mai thì nó cho mình thuê để về chưng Tết, rồi sau qua Tết thì được trả lại. Họ bán cái phí bao nhiêu đó mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ lắm, nhưng mà mình muốn giới thiệu với các bạn là cái cung đường này rất là nhộn nhịp luôn, giờ hoa luôn. Cái đường này cũng khá là rộng mà xe thì chạy cũng rất là nhiều, bởi vì từ cái đường này thì mọi người sẽ đi vào trong sân bay Tân Sơn Nhất. Trong những ngày này thì có thể nói là các kiều bào, các Việt kiều ở nước ngoài đi về quê ăn Tết rất là lớn luôn. Ước tính là thành phố Hồ Chí Minh sân bay Tân Sơn Nhất sẽ đón khoảng 3 triệu khách du lịch, rồi là Việt kiều về quê ăn Tết vào cái dịp Tết Nguyên Đán năm nay mọi người. Đây là một cái ngã tư rất là lớn ở trên đường Phạm Đồng, thì đi qua kia chúng ta đi vào đường Kha Bằng Căng ra chợ Thủ Đức. Đó. Đây phía bên này thì bắt đầu lan họ có bán rồi, trưng bày rồi mọi người. Lan cũng cao, cũng có nhiều kích cỡ mọi người ta, nhiều kích cỡ. À, đã họ đã lạc lá rồi, nó bắt đầu nụ rồi. Ồ, ở đây có nho kìa. Cái khu vực này là qua khỏi cái cầu này là chúng ta sẽ trải nghiệm rất là nhiều cái vườn hoa mai,
ở trên đường Phạm Đồng. Có thể nói đường Phạm Đồng là một cung đường rất là đẹp, thường xuyên là cái chặng thường xuyên tổ chức cái chặng những cái chặng đưa xe đạp. Thì cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh từng năm HTV thường có những đoạn rút ở trên cung đường này rất là đẹp luôn mọi người. Đây là cầu Gò Dưa. Thì chiều hôm nay bây giờ là gần 6 giờ rồi, khoảng 2 giờ đồng hồ nữa thì tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận quyết định với các cầu thủ U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nhưng mà mình rất là tiếc là mình không có định đoạt được cái số phận của đội bóng U23. Lý do là mình đã thi đấu hai trận hòa, hai trận hòa nhưng mà có tỷ số. Hai đội bóng kia thì hiện tại họ rút đa thì cũng được 4 điểm và UAE thì họ được 4 điểm. Việt Nam thì được 2 điểm. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam sẽ bị loại trong trường hợp hai đội bóng kia hòa với tỷ số, có tỷ số nha mọi người, thì chúng ta sẽ bị loại bất cứ là chúng ta thấy các đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tỷ số nào đi nữa. Có thể nói cái đội hình năm nay thì có cảm giác như các bạn trẻ không chưa có gắn kết nhau lắm. Ở hàng trong của chúng ta thì nói chung cũng có cơ hội nhưng mà không tận dụng được nhiều. Cũng phải thôi, bởi vì chúng ta đã trải qua 5-3-4 giải đấu quan trọng và chúng ta thi đấu rất là tốt với mật độ dày. Thì cái thể lực cũng như là cái độ gọi là cái độ bền cũng như là cái độ mà sắc bén ấy, cầu thủ có thể mai một cũng vì do cái đá liên tục đó. Thì cầu thủ chúng ta là xuống sức và mệt mỏi. Các bạn biết là Quang Hải trong năm vừa rồi thì đá cho câu lạc bộ Hà Nội đá có đá ở giải cúp các cái cúp của Đông Nam Á của châu Á, rồi đá giải đường quốc gia V-League, rồi đá cả cái các cái giải như là SEA Games, như là vòng loại World Cup, rồi ở cả là giải chúng ta giải anh đang đá là U23 châu Á thì chúng ta thấy là nó bào mòn cái sức lực, mệt mỏi cầu thủ. Các bạn biết là cầu thủ bây giờ cầu thủ nam của chúng ta thì nói chung về thu nhập thì khá là ổn rồi, ok rồi, tiền lót tay cũng khá là cao rồi, nhưng mà bù lại thì cái mật độ thi đấu rất là dày, nó rất là ảnh hưởng. Cái tuổi đời của cầu thủ thì cũng không được kéo dài, chính vì vậy mà các cầu thủ sẽ tận dụng thời gian này để mà kiếm một cái nguồn thu nhập. Cái thứ hai, nếu như cầu thủ nào có hướng mà nối nghiệp cầu thủ huấn luyện viên thì họ bắt buộc phải tính đến con đường là học một cái bằng để sau này trở thành huấn luyện viên hay là các chuyên gia về bóng đá. Thì các lứa cầu thủ vàng của chúng ta như Hồng Sơn hay là Huỳnh Đức ấy, hay là Nguyễn Thắng thì đều đã có rất may chúng ta đã có một cái lứa huấn luyện viên rất là tài năng hiện đang huấn luyện cho các câu lạc bộ trong giải V-League. Thì hy vọng rằng là các cầu thủ chúng ta sẽ chiến thắng các cầu thủ Cộng hòa Dân chủ Triều Tiên và cầu cho là một cái trận đấu kia nếu có tỷ số thắng thua thì chúng ta sẽ nhiều cơ hội sẽ vào vòng trong để tiếp tục cái giấc mơ là tìm một chiếc vé tham dự vòng loại vòng chung kết Olympic Tokyo năm 2020. Với lý do là các cầu thủ Tokyo Nhật Bản đã bị loại rồi cho nên cái vé ở cuộc châu Á này chỉ có 3 đội thôi mọi người, chỉ có 3 đội, tức là chúng ta phải là vào top 3 thì chúng ta mới có hy vọng tham dự Olympic, mới có vé tham dự Olympic. Nếu mà chúng ta làm được như ở Thường Châu cách đây 2 năm thì đó là một điều tuyệt vời, một lần đầu tiên trong lịch sử luôn mọi người của cuộc Đông Nam Á luôn, chúng ta phải đại diện là đội bóng đầu tiên của đại diện Đông Nam Á tham dự Olympic. Chúng ta ở khu vực Đông Nam Á cũng có một đại diện khác là các cầu thủ Thái Lan. Thì các cầu thủ Thái Lan đã rất là mắng là vượt qua vòng bảng rồi. Sau khi hòa các cầu thủ Iraq một đều thì họ đến vị trí nhì bảng. Và đó là một điều vinh dự cho bóng đá của Đông Nam Á. Người ta nói là bóng đá của Đông Nam Á là một vùng trũng của bóng đá thế giới. Và hy vọng rằng với sự vươn lên của Việt Nam, của Thái Lan thì chúng ta sẽ có được những cái cảm giác là cái khu vực chúng ta không đơn thuần, không đơn giản và chúng không phải là vùng trũng nhất của bóng đá thế giới mà chúng ta đang ngày càng phát triển cơ hội nhập với bóng đá thế giới.
khởi trạng của cái người châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á thì nó so với các khu vực khác thì nó nhỏ hơn. Chính vì vậy mà cái chúng ta sẽ thấy là rất khó khăn trong cái trận đấu tay đôi. Mọi người thấy không? Hôm nay chiều cao thì hơn khoảng 1m mấy, 1m mấy là 2m. Góc thì nó không có to. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa mới đưa vào và bán cái khu của nó là khu đô thị rất là nổi tiếng hiện nay, đó là Vinhomes Grand Park ở đường Nguyễn Xiển, quận 9. Thì trong đó họ đặt khai trương luôn, rồi là công viên ánh sáng, công viên dã ngoại, rồi là trong đó có một cái chương trình gọi là Mai Phú Quý, lễ hội Mai Phú Quý trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay. Họ đã khai trương vào ngày 14 từ vừa rồi, bữa nay là ngày 19 thì 14 họ khai trương rồi. Ở đây thấy người thấy mai đẹp không? Ở trong đó thì có 1.000 gốc mai và nhiều cái chương trình lễ hội của một cái Tết truyền thống cổ truyền của người Việt Nam. Mình sẽ cố gắng đưa cái video đó sớm nhất cho mọi người xem. Mọi người có thể là nhiều người cũng rất là muốn tìm hiểu xem là trong cái khu Vinhomes Grand Park của Liên Quốc Đồng Vượng nó có cái gì đó hấp dẫn không? Đây mọi người thấy không? Mai này, mai rất đẹp, nụ rất là nhiều nha. Cái này nở đúng dịp luôn, chúng ta còn một tuần nữa. Đây có những cây nó đã nở rồi. Tôi nói là cái đường Phạm Đồng này rất là rộng, cho nên nó rất là tiện để mà mọi người có thể trưng hoa rồi bán. Nhưng mà không biết là cái này là chắc là trong dịp Tết này thôi, chứ cùng nếu qua Tết thì đây là gọi là lắng, sợ người ta lắng kiến vào đường đô thị cũng như là cái chuyên môn cơ quan chức năng này họ cho chuyện này mình. Ok, thì cái đoạn đường nói chung là đoạn đường Phạm Đồng là một đoạn đường rất là tuyệt vời để mọi người có thể chiêm ngưỡng hoa, mua hoa. Cái là cái khúc ở phía bên kia kìa, khúc ở phía trên trước khi các bạn qua đường cầu Gò Dưa thì sẽ nói là hoa bán nhiều hơn. Phía bên này thì ở hai bên đường họ bán nhiều nhất là hoa mai. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu các bạn thấy video hay cho mình like, subscribe kênh để khi mình có video bạn sẽ được cập nhật và thông báo. Bye bye.